Thưa quý vị, hãng thông tấn quốc gia Benta của Belarus đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khorenin đã hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tại thủ đô Minsk, thảo luận hợp tác quân sự song phương và ký kết sửa đổi một số thỏa thuận về điều khoản chung đảm bảo an ninh khu vực, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hai bên đã thảo luận về hợp tác quân sự, kỹ thuật song phương và sửa đổi thỏa thuận về điều khoản chung đảm bảo an ninh khu vực tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã khẳng định quan hệ đồng minh giữa moscow và minsk có tầm quan trọng đặc biệt hãng thông tấn nga ria novosti dẫn lời ông shoigu phát biểu cộng hòa belarus đã và đang là đối tác tin cậy của nga điều này đặc biệt quan trọng hiện nay trong bối cảnh của áp lực chưa từng có nhiều phía đang ảnh hưởng đến hai quốc gia sau cuộc hội đàm bộ trưởng nga sergei shoigu đã có cuộc hội kiến với tổng thống belarus alexander lukashenko Hãng tin Benta cũng cho biết, Tổng thống Belarus khẳng định phương Tây đang cân nhắc các lựa chọn tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine và điều này đồng nghĩa chiến dịch quân sự của Nga tại đây sẽ tiếp diễn. Nga và Belarus là đồng minh thân cận về kinh tế và quân sự. Đến nay, Belarus vẫn giữ tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.